Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm 25 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Toàn tỉnh Lai Châu mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ, vùng núi cao từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Tiếp sau đây là dự báo chi tiết các nơi trong tỉnh. Tại thành phố Lai Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ và độ ẩm là từ 65 cho đến 96%. Tiếp tục đến với dự báo thời tiết tại huyện Mường Tè. Tại đây thì mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ và độ ẩm dao động từ 75 đến 90%. Thưa quý vị, tại huyện Sìn Hồ thì mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ và độ ẩm từ 65 cho đến 90%. Tiếp tục đến với thời tiết tại huyện Than Uyên, tại đây thì mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ và độ ẩm từ 65 đến 97%. Thưa quý vị, tại huyện Nậm Nhùn, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ và độ ẩm dao động từ 75 đến 90%. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự báo thời tiết tại huyện Tam Đường. Tại nơi đây thì mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 97%. Tiếp tục đến với thời tiết tại huyện Tân Uyên, tại đây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ và độ ẩm cũng dao động từ 65 cho đến 97%. Còn tại huyện Phong Thổ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 cho đến 90%. Vừa rồi là dự báo thời tiết chi tiết các nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.